Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechSpace Việt Nam. Đây là một con tai nghe tới từ một thương hiệu rất nổi tiếng, đấy là HyperX. Như các bạn đã biết rồi, HyperX đã cực kỳ là nổi đình nổi đám với cái mẫu tai nghe đấy là HyperX Cloud 2. Nhưng mà cái tuổi đời của nó hiện tại đã được khoảng tầm 8 năm rồi. Sang đến năm 2024 này thì nó đã gọi là được 9 năm. Và cho đến tận bây giờ thì HyperX mới cho chúng ta một cái phiên bản đấy là Cloud 3. Và cái phiên bản này nó đem lại những cái thay đổi và những cái sự khác biệt như thế nào, và liệu với những bạn đang dùng HyperX Cloud 2 thì có nên nâng cấp cho mình cái phiên bản Cloud 3 này hay không nhé. Đầu tiên khi mà các bạn unbox con HyperX Cloud 3 ra thì chắc chắn rồi, các bạn sẽ nhận được là một con tai nghe. Và ở trong cái phụ kiện này thì nó khá là giống so với cái phiên bản cũ, là các bạn sẽ có một chiếc sao cạc. Bây giờ thì cái sao cạc này nó đã khác hơn so với cả là phiên bản đời cũ rồi, khi mà nó không có những cái nút như là tăng giảm âm lượng hay là cái nút bật tắt cái chế độ 7.1 nữa. Và chúng ta ở đây sẽ có thêm nữa đấy là một cái mic rời. Đấy, phụ kiện của nó chỉ có như vậy thôi. Có thể một số bạn chưa biết thì hiện nay cái HyperX này nó đã thuộc quyền sở hữu của công ty HP. Và một cái điểm đặc biệt mà các bạn cần lưu ý, đấy là những cái mẫu tai nghe HyperX Cloud 2 khi mà đã do HP sản xuất ý, thì qua trải nghiệm của mình đã tự mua một cái và mình có trải nghiệm sử dụng qua ở một số phòng net khi mà mình đi chơi điện tử, mình giải trí với bạn bè, thì phải thật sự là mình không thể dùng được cái con tai nghe HyperX Cloud 2 đấy. Tại vì cái chất âm khi mà HP làm lại, nó đánh một cái dải treble nó cực kỳ là cao, nó rất chói và rất gắt. Nên là ví dụ như ngày trước với game CSGO, cái tiếng khẩu súng AK và tiếng khẩu ốp thì gần như là bắn xong là các bạn không thể nghe thấy tiếng chân nhá. Nó sẽ bị một cái bệnh, đấy là nó khá là loạn phút khi mà các bạn sử dụng để chơi game tryhard FPS. Nên là cái mẫu HyperX Cloud 2 đấy, nó có thể gọi là nó đã gần như là giết chết cái thương hiệu HyperX dành chuyên cho gaming này rồi. Và khi mà chúng ta đã có một cái phiên bản mới, đấy là con Cloud 3 như này, thì nếu như so sang phiên bản Cloud 2 đấy nó sẽ như nào? Đầu tiên cùng nói qua một chút về ngoại quan bên ngoài nhé. Cái build của con Cloud 3 này nó cũng khá là tương đồng so với con Cloud 2 thôi. Nó sẽ khác chủ yếu về thứ nhất, đấy là cảm giác đeo. Khi mà con này mình sử dụng, mình đeo lên, nó cho lại mình một cái cảm giác nó thoải mái hơn con Cloud 2 khá là nhiều. Tại vì cái phần đệm đầu mà các bạn tiếp xúc này, thứ nhất là nó đã được dày hơn, nó làm mềm hơn và cái lực tác động của nó lên đỉnh đầu các bạn sẽ ít hơn. Thứ hai là ở phần ear cup này, nó vẫn là dạng memory foam, nhưng mà giờ đây cái lớp đệm này nó đã dày hơn khá là nhiều và nó có một cái độ đàn hồi nó tương đối nữa. Thứ ba đấy là cái phần thiết kế driver ở bên trong này, nó không phải là hình dạng oval giống như là con Cloud 2 nữa, mà bây giờ thì nó đã kiểu theo dạng angle, nghĩa là nó đã vuông góc hơn so với cả là cái vành tai của bạn. Nên là với những bạn mà có vành tai to thì khi đeo lên sẽ không bị cái hiện tượng đấy là tai mình nó tiếp xúc vào cái phần driver này nữa. Nên là cái điểm nâng cấp ở đây trên con Cloud 3 này nó thực sự rất là đáng tiền hơn so với cả cái con HyperX Cloud 2. Điểm khác biệt tiếp theo mà mình cần nói đến đó chính là chiếc sao cạc rời này. Nó sẽ là dạng cổng Type-C và chúng ta có thêm một cái adapter USB Type-A để chuyển đổi sang với những bạn dùng PC. Và cái sao cạc này nó có kích thước nhỏ hơn nhiều so với cả đời cũ. Chúng ta không có chức năng tăng giảm âm lượng này, tăng giảm mic này và sử dụng cái hệ thống âm thanh 7.1, mà thay vào đó tất cả những cái tùy chỉnh của bạn bây giờ, khi các bạn cắm cái đầu dây 3.5 vào đây thì nó sẽ sử dụng qua cái phần mềm của HyperX, đó chính là cái HyperX Ingenuity. Phần mềm này mình thấy là nó khá là trực quan và dễ sử dụng. Chỉ cần các bạn update lên cái phiên bản firmware mới nhất là đã có thể sử dụng full cái tính năng này của app rồi. Một cái thứ quan trọng nữa để nói về con HyperX Cloud 3 này đó chính là về chất lượng âm thanh. Và với những bạn sử dụng còn HyperX Cloud 2 thì có nên nâng cấp nó hay không? Câu trả lời của mình đấy là vừa có và lại vừa không. Có vì sao? Có đối với những bạn đang sử dụng con HyperX Cloud 2 đời HP sản xuất, là những con tai nghe mà nó date từ 2021 đổ về đây ấy,
những cái con tai nghe đấy thì mình thực sự luôn mình có thể vứt nó đi, tại vì cái chất lượng âm thanh của nó quá là dở, nó thật sự nó không hề phù hợp cho cái thương hiệu nổi tiếng của HyperX nó một chút nào cả. Nên là để sử dụng cho chơi game thì nó không hợp lý. Các bạn không nên nâng cấp vì sao? Vì những cái con HyperX Cloud 2 phiên bản cũ, phiên bản từ 2020 đổ về thì nó có một cái chất lượng âm thanh nó tốt và mình đánh giá là nó vẫn đủ đáp ứng cho các bạn sử dụng cho các tựa game tryhard như là Valorant này, CS2 hay là một số game bắn súng khác nữa mà nó không yêu cầu cái bản đồ của bạn quá rộng. Tuy nhiên để mua được cái mẫu HyperX Cloud 2 đấy thì gần như là nó là điều bất khả thi ở trong thời điểm hiện tại, khi mà cái date của nó thứ nhất là quá cũ rồi, các bạn gần như không thể tìm thấy được hàng cũ, hàng second hand ở trên group, mà hiện tại hầu hết chủ yếu cái hàng second hand đấy nó sẽ là con HyperX của đời HP. Vậy nên là cái việc lựa chọn con HyperX Cloud 3 này nó rất là hợp lý ở trong thời điểm đầu 2024, khi mà các bạn muốn tìm cho mình một chất âm nó phải đúng và nó phù hợp với cho các cái tựa game FPS là chủ yếu. Tại vì cái mức giá của con này nhá, nó sẽ hiện tại loanh quanh khoảng tầm 2 triệu, 2 triệu mốt, thì nó chẳng chênh nhiều so với cả con Cloud 2 kia. Con Cloud 2 bây giờ các bạn mua cũng phải tầm 1 triệu 9. Mà đời HP thì chắc chắn rồi, con Cloud 3 này sẽ đem đến cho mình một cái chất lượng âm thanh tốt hơn để sử dụng cho các cái mục đích là chơi game chủ yếu. Vì nó là tai nghe gaming nên là cái phần nghe nhạc mình thấy là nó cũng ổn ổn thôi, nó gọi là đáp ứng đủ như của hàng ngày. Âm nó sẽ theo dạng là nó mềm tiếng hơn con Cloud 2 đế cũ, và nó sẽ rất là dễ nghe, nó phù hợp cho những bạn mà mới bắt đầu làm quen với những con tai nghe gaming kiểu dạng như thế này. Vì khi mà cái âm của nó mềm này, nó dễ nghe thì sẽ hợp cho đại đa số những cái kiểu người dùng ở thời điểm hiện tại. Âm thanh các bạn đang nghe được thu từ mic của tai nghe HyperX Cloud 3. Đây là bản thu âm để các bạn có thể nghe thử chất lượng mic của chiếc tai nghe này. Đây là âm thanh gốc, không thông qua chỉnh sửa và được thu trong môi trường mô phỏng phòng riêng để làm việc hay chơi game của người sử dụng. Và như mình đã phân tích ở trên rồi, nếu như các bạn vẫn đang sử dụng mẫu HyperX Cloud 2 phiên bản đời cũ từ đời sâu sâu rồi, tầm date 2015-17 gì đấy, thì cái mẫu HyperX Cloud 3 này nó vẫn gọi là nó chưa thật sự tương xứng với một cái bản nâng cấp. Nhưng mà cái mẫu tai nghe đấy thì hiện tại có rất là ít người có thể sở hữu được, và cái tuổi thọ của nó thì gần như là nó không thể tồn tại được quá lâu nữa. Và ở trong thời điểm hiện tại, khi mà mua con Cloud 3 này với mức giá khoảng tầm loanh quanh hơn 2 triệu thì đây là một cái bản nâng cấp nó khá là tốt dành cho các bạn đang sở hữu cái mẫu HyperX Cloud 2 nhé. Rồi, nếu như cần mua sản phẩm này thì mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận và mô tả của video này, cũng như là những cái mã giảm giá tốt nhất cho các bạn là viewer của kênh TechSpace Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Peace.